rau cải này cái đó, rau nó làm súp á. À, cái máy này xay nè, máy xay nè. Hồi xưa nó chọt rửa chén của nó đó, nó làm hết của nó đó. Ở đây nè, chọt rửa chén bên này. Ở đây là dưới đường hầm của nó đó nha. Bây giờ mình đi tiếp vô cái đường hầm của nó nữa. Đây là nó chở đồ, nó chở đồ cho nó tiếp liệu nè. Đó, cái này là nó chở đồ nè, nó chở đồ làm bếp nè. Lính chạy rồi. Phong mát tơ nữa. Hồi xưa nó làm cũng hay quá. Khít thiệt. Cái sao nhà đó nó đổi mấy bên đó, thành mấy bên đó. Này công tư nó này mấy bên mà 110 bên 110 115 maximum mà. Ông bên đây còn điện nè, thấy chưa? Đây nè, nó còn chạy điện nè, đúng không? Công tư nó điện nó còn. Ừ. Không, nó vẫn còn thấy không? Máy là điện hả? Nó máy là máy chạy điện đó. Có security không ông? Quá trời luôn. Đây là đó, cái máy này nó chạy điện cho cả cái trong cái hầm này luôn đó. Máy điện đó. Nó quay đó, nó chạy cho điện hết nguyên cả cái hầm này luôn đó. Cái máy này là để nó chạy cho điện đó. Nguyên cái đường hầm ở đây. Nó chạy bằng dầu. Khiếp quá, ui ta. Thấy cái máy của nó không? Cái đường hầm nó quá trời quá đất không, trong đường hầm này không? Nhưng mà nãy giờ đi coi như một tiếng mấy đồng hồ rồi đó mà chưa hết cái đường hầm này nữa đâu. Quá trời cái máy không? Cái 15 cái
Quá trời luôn. Làm chụp dặn máy thì dữ vậy ta. Thì đó điện đồ đây luôn á. Khiếp thiệt. Máy nữa thì không? Máy luôn. Máy là máy nhỏ. Máy điện nhỏ. Còn kia lớn. Như đường hầm luôn. Dès que j'installe ici, on peut dire que c'est la salle de la chaufferie. Cet appareil que vous avez là, c'est un réchauffeur d'air, comme son nom l'indique. Ça permettait de réchauffer l'air qui était chargé ensuite de passer dans ses gaines et d'aller réchauffer le casernement. Là, nous arrivons maintenant. Alors, ça fonctionnait très bien parce que... Je vous laisse, mesdames et messieurs, désengorger le petit couloir, ça permettra à tout le monde d'arriver ici. Merci. Voilà, vous êtes ici dans la première partie du casernement, celui-ci continue derrière cette porte. Alors lorsque je vais l'ouvrir, vous allez apercevoir un très long couloir qui était à cette époque-là, ou qui servait à cette époque-là de dortoir. Il y avait 9 chambres l'une à côté de l'autre, séparées chaque fois par une cloison. Et à l'intérieur de ces chambres, il y avait des lits superposés sur 2 étages, voire parfois sur 3 étages. Le système de repos du soldat consistait toujours à mettre les copines sur celui de la marine. Oui, Bắn cái hả? Bắn viên à? Chắc bắn từ viên, rồi. Đạn đó mà. Đạn... Đạn...
chuyện mới bắn ra nha. Thank you.